Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị. Đây là một bức tranh vở tiệc ly, chủ đề bí tích thánh thể và truyền chức thánh của danh họa Leonardo da Vinci thực hiện, đang được ông Nguyễn Luân bảo tồn tại Việt Nam. Bức tranh này có chiều dài là 1m17, chiều ngang là 0,62m. Bề dày của bức tranh là 1cm, trọng lượng cân là 8kg. Theo dòng lịch sử cho biết, vào năm 1870, quân của vua nước Pháp là Napoleon đệ tam chiếm đóng trên lãnh thổ nước Ý. Ông tự cho mình có quyền tịch thu những tác phẩm nghệ thuật làm chiến lược phẩm đem về nước. Trong thời điểm hỗn độn đó, có vài quan chức cấp cao vì lợi ích riêng tư nên cho thuyền chở bức họa này sang thuộc địa Việt Nam tẩu tán làng của riêng và bí mật giấu kín mãi. Và sau này được nhà sưu tập đồ cổ ông Nguyễn Văn Hanh may mắn mua được và truyền lại cho con là ông Nguyễn Văn Luân thừa kế sở hữu bức tranh này. Còn bây giờ chúng tôi xin quý vị hãy xem thật kỹ đặc điểm nghệ thuật và kỹ thuật của Da Vinci thực hiện trùng khớp với những khám phá của các chuyên gia Da Vinci hàng đầu trên thế giới. Yếu tố thứ nhất là thủy tinh phủ trán trên bức tranh. Đây là những nấm thủy tinh nhô cao lên trên bức tranh. Quý vị nên xem thật kỹ. Và những vệt thủy tinh cỡ 2 đến 3 ngón tay khép lại. Xin quý vị hãy xem đây. Theo như ông Alexandre Martin Kemp, học giả trường Đại học Oxford nước Anh, là chuyên gia hàng đầu về chân thờ của phân đã khám phá thủy tinh trên bức tranh Salvator Mundi, tạm dịch là đấng cứu thế. Ông cho biết rằng Da Vinci rất thích sử dụng trên tranh thủy tinh kiểu này. Xin quý vị hãy xem. Thêm nữa, toàn thể trên bề mặt bức tranh có phủ trán một lớp men thủy tinh rất mỏng, bóng và láng. Theo ông tiến sĩ Philip Walter đứng đầu nhóm nghiên cứu, 7 bức tranh họa của Da Vinci tại Bảo tàng Louvre cũng tìm thấy có men thủy tinh rất mỏng, cỡ 2 micromet, tức mỏng hơn sợi tóc tới 50 lần. Xin quý vị hãy xem đây. Thủy tinh rất mỏng, bóng trong và láng. Thậm chí từ thời quốc hưng cho tới ngày nay, kỹ thuật tạo ra được những lớp men thủy tinh mỏng như vậy vẫn còn là một thành tích đối với các họa sĩ bậc thầy. Còn ông Alessandro Zetsuzzi là giám đốc bảo tàng Ineller tại Tucson, nước Ý, cũng cho biết Da Vinci còn có khả năng phủ bọc trán thủy tinh trên bất kể đôi viết giấy và thậm chí cả lồng bọc. Ngoài ra, trong màu vẽ của bức tranh có pha trộn rất nhiều hạt bụi thủy tinh nhỏ li ti cỡ vài phần nghìn inch. Chỗ đây là những giọt thủy tinh đấy này, nhỏ li ti cỡ vài phần nghìn inch đầy trong bức tranh. Trùng hợp với sự khám phá của bà Barbara Barry thuộc phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia Washington nước Mỹ. Bức tranh được Da Vinci thể hiện bởi hàng triệu dấu chấm màu nhỏ li ti, nhỏ như đầu cây kim, có 1/20 đến 1/40mm, trùng khớp như nghiên cứu của bà Barbara và Susan Liru, chuyên gia nghiên cứu tranh Da Vinci
và ông sắc cơ phăng rồi phát sổ bảo tàng luôn. Yếu tố thứ ba, phu qua tô cá biệt của Đa Ma Si, đường viền mềm mại dễ không bị đứt mạch, hiển thị rõ nét mờ ảo, hầu như không thể phân biệt được đường ranh giới giữa chỗ sáng và tối, và không thể tìm thấy nét vệt của cây cỏ dẻ. Nét dẻ từ bên phải dẻ qua bên trái. Cảnh tượng miêu tả từ to tới nhỏ, ánh sáng từ tỏ tới mờ, phản ảnh rõ lực diễn cận đặc thù của Da Vinci. Khi chiếu ánh đèn cao quách vào, thì chiếc áo tròn Chúa Giêsu đỏ lên và phát quang óng ánh và lấp lánh. Điều này chứng tỏ Da Vinci vô cùng khéo léo, tạo nên chiếc áo tròn hết sức quyền bí và kỳ diệu đến thế. Da Vinci thật vô cùng tinh tế khi thể hiện những chiếc đĩa thức ăn trên bàn đầy cá và khổ mắt. Theo Kinh Thánh cho biết, hầu hết chúng ta không thể cảm nhận gương mặt Giuđa được trên bức tranh tường ở tu viện Santa Maria del Giardino tại Milan nước Ý đã bị xuống cấp. Hai là vì Đa Ma Si chỉ vẽ có nửa gương mặt Giuđa mà thôi. Nhưng ngược lại, ở bức tranh này chúng ta có thể cảm nhận được gương mặt đầy hám lợi, lọc lừa xảo trá của Giuđa Iscariot. Đây là màu xanh rêu được lấy ra từ đất ở vùng sen nước Ý. Cụ thể trên bức tranh Mona Lisa tại bảo tàng Louvre. Hiện nay ông Nguyễn Văn Luân là người sở hữu bức tranh, đang tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước để liên kết hợp tác đem bức tranh ra làm thành sản phẩm dịch vụ du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của công chúng, đồng thời để tỏ lòng tôn kính nghệ thuật thánh công giáo.